Mới đây, thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã trao kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành công thương cho ông Marc Cagna, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Pháp tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp đã ký kết hiệp định nâng tầm quan hệ hai nước lên cấp đối tác chiến lược. Từ đó đến nay, nhiều cuộc đàm phán tiếp xúc kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Pháp đã được tiến hành nhằm cụ thể hóa những mục tiêu đã được đặt ra theo lộ trình. Chỉ trong một thời gian không dài, cùng với sự tham gia của ông Marc Cagna và cộng sự, Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp, tổ chức các hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực mà các nhà đầu tư hai bên quan tâm như dệt may, năng lượng tái tạo, v.v.